Hướng dẫn bạn cách đơn giản nhất để bạn có thể huy động vốn bạn đầu tư bất động sản. Và trong trường hợp này thì Dũng sẽ đề cập đến trực tiếp, đó là các bạn huy động vốn của người thân mình. Cụ thể là gì? Có thể là bố mẹ, có thể là anh chị em của các bạn. Tại sao lại như vậy? Thì trong video ngày hôm nay thì Dũng sẽ hướng dẫn các bạn cách dễ thôi. Bởi vì nhiều người thì chúng ta nghĩ rằng là làm thế nào để có thể huy động vốn được của người thân. Đầu tiên các bạn cần phải đề cập đến là chúng ta phải xây dựng được cái mối quan hệ cũng như uy tín với họ, đúng không? Nhưng các bạn thấy rằng là kể cả chúng ta thôi, chúng ta đặt địa vị là chúng ta, khi mà chúng ta cho ai đó vay tiền thì điều gì sẽ khiến bạn quyết định là bạn móc tiền ra, bạn cho người ta vay, đúng không? Thì Dũng thấy trong trường hợp này thì ví dụ nhá, Dũng ví dụ này để các bạn dễ hiểu này. Ví dụ như là Dũng định mua một bất động sản trị giá 5 tỷ nhưng mà hiện nay Dũng mới có 2 tỷ rưỡi và Dũng đang thiếu mất 2 tỷ rưỡi. Dũng đến Dũng hỏi mẹ vợ: mẹ ơi mẹ, con đang có một cái bất động sản định mua nhưng đang thiếu tiền, mẹ cho con vay nhé. Và lúc này thì bạn sẽ nhận được câu hỏi là gì ạ? Ôi, để mẹ về mẹ hỏi bố mày xem có được không? Ok không ạ? Thì trong trường hợp này là gì ạ? Chúng ta đang nhận được một sự gì? Đấy là sự từ chối khéo. Thế làm thế nào để chúng ta có thể huy động được? Làm nào để mẹ vợ chúng ta đồng ý cho em vay? Nói gì ạ? Ok, hãy để cho mẹ vợ chúng ta đứng tên. Mẹ ơi, con có một bất động sản rất là có tiềm năng tăng giá. Phân tích cho mẹ thấy rằng là nó có lợi nhuận. Và mẹ có thể đầu tư chung với con nửa mẹ một nửa. Và lúc này hãy cho mẹ bạn đứng tên. Và khi mà mẹ bạn đứng tên rồi thì sổ của mẹ bạn, đúng không? Đứng tên thì họ rất là yên tâm. Và khi họ yên tâm rồi thì họ sẽ giao tiền ra. Và khi bạn đầu tư, đây là thương vụ đầu tiên, thì bạn đầu tư, bạn mua mà bạn thấy thị trường có lợi nhuận, bạn hãy bán đi và bạn hãy chia đôi 50-50 lợi nhuận. Và Dũng tin chắc rằng bạn làm điều này được thì những thương vụ sau bạn huy động tiền rất dễ. Và lúc này, những lần sau khéo mẹ bạn còn hỏi: ơ con ơi, có bất động sản nào ngon không, cho mẹ đầu tư chung đi. Ok không ạ? Và đây là cách mà Dũng đã làm. Dũng tin chắc rằng nếu như anh chị áp dụng cái cách này đối với bố mẹ hoặc là anh chị của chúng ta cũng được, không sao cả. Và Dũng tin chắc cách này là cách rất hiệu quả để các bạn có thể huy động vốn đầu tư bất động sản một cách tuyệt vời. Xin chào các bạn.